xin giới thiệu làn sóng mới bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 phát thanh 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần với chương trình mới lạ bổ ích, thiết thực về giáo dục, phúc lợi xã hội, luật pháp, di trú, an toàn cuộc sống, du lịch, thể thao, ẩm thực, sức khỏe, dinh dưỡng, bảo trì xe cộ, chim cây cá cảnh. Quý vị sẽ được nghe lại những giọng nói quen thuộc của các xứ ngôn viên kỳ cựu trong ngành truyền thông, kết hợp với các tiếng nói trẻ trung, sôi nổi, vui nhộn. Mời quý vị hãy đón nghe Việt Radio 1560, Radio của người Việt.